Tây và là AirPods Tây 1.1 với lại hàng chính hãng. Bên mình về thì lần này tầm được mấy chục bộ thôi, nguyên thùng này nè. Hàng nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì cái hàng chính hãng hết. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái clip tập 1 với lại test cái AirPods này cho mọi người xem. Nhân tiện là quảng cáo cái sản phẩm bên Nhật Bản luôn. Bây giờ mình có chuẩn bị một cái iPhone 7 Plus 256GB để mình test cái AirPods này. Mình sẽ tiến hành khui hộp cái AirPods mới này cho mọi người xem. Ở đây thì mình có cắt sẵn cái siêu của hộp rồi. Để mình xem trong cái hộp có cái gì nha. Ok. Đây. Một cái trứng. Y chang hàng xịn luôn. Một cái cuốn sách hướng dẫn này gồm tiếng tiếng Anh với lại tiếng tiếng China này. Ở đây có hỗ trợ kết nối iOS, Android, Windows Phone luôn. Dưới cái hộp có một cọng cáp Lightning giống như cái hàng xịn luôn. Cái cốc sạc thì sạc theo cái cốc sạc của iPhone hoặc là iPad đều được. Bây giờ mình sẽ mở cái xem. Cái hàng xịn, hàng phay này nó sao nha. Đây, nhìn bên ngoài thì y chang hàng xịn luôn. Xịn luôn. Cái trứng nhìn rất là chắc chắn, đẹp nắp nè. Đẩy ra coi. Đẩy ra để gần cho nó kết nối hai tay đó. Nó hiện nè, nó hiện AirPods nè. Nó hỏi có kết nối không? Y chang xịn luôn. Thiết kế với lại tai màng loa gì cũng đẹp. Nói chung là gần giống hàng chính hãng. Bây giờ mình bấm connect đi. Rồi nó báo ok. Ông kết nối ok. Pin AirPods là 100, pin của cái trứng là 99, mình bấm ok luôn. Rồi, nó đã vô rồi. Pin vô thì nó sẽ kết, sẽ báo trên cái điện thoại cái biểu tượng pin với lại cái biểu tượng tai nghe nè. Mình thử gọi 900 thử. AirPods Plus A nha. Đó, bây giờ mình ở trên mấy cái tai này đều là nút cảm ứng hết. Nó y chang hàng chính hãng. Ví dụ như mình gọi lại thử nè. Đó, bây giờ mình muốn tắt nè. Đó, tắt. Ví dụ như mình mở nhạc nha. Nhớ mặt mở nhạc riêng đi, riêng MP3 đi. Bấm một cái là stop play nè. Đó, play thấy chưa? Play nè. Thử nghe nhạc đi. Tăng giảm âm lượng luôn. Nhạc rất là hay luôn.
hay hơn mấy cái tai iPhone 7 có dây luôn. Đúng là hàng xuất có hay quá. Đó, bây giờ cái hộp này, cái hộp này là hộp của hàng phay nha, nhưng mà nó xài chung với lại lấy cái hộp này để sạc cho hàng xịn cũng ok luôn, hoặc là lấy cái tai này bỏ vô cái hộp xịn để sạc ok. Nó đóng tự động tắt với lại là tự động ngắt kết nối thiết bị đó, khi mình bỏ vô cái hộp lại nó sẽ tự báo tự động ngắt rồi. Cái giá sản phẩm mà Superfay 11 này bên mình đề xuất giá bán lẻ ra cho khách là 1.250.000, còn giá cửa hàng thì anh em liên hệ sẽ có giá tốt hơn so với giá bán lẻ. Rồi bên mình là phụ kiện ba miền, nếu như cần nhu cầu hàng ngày thì anh em cứ liên hệ nha. Cảm ơn mọi người.